Hai ngày vừa qua có lẽ là 48 tiếng chao đảo của cộng đồng NBA, những tưởng các thương vụ bom tấn đã khép lại khi trade deadline đã kết thúc. Thế nhưng cả hai miền Đông Tây Hoa Kỳ đã có những vụ nổ bất ngờ, khiến người ta phải xôn xao bàn tán hơn bao giờ hết về cuộc đua vô địch năm nay. Cụ thể hơn, Brooklyn Nets và LA Lakers đã kích hoạt những bản hợp đồng chất lượng khi mang về những cầu thủ đẳng cấp All-Star, qua đó khiến phần còn lại của mùa giải chắc chắn sẽ thú vị hơn bao giờ hết. Nửa trắng đen của thành phố New York đã khá im ắng trong những giờ chót của thị trường chuyển nhượng. Nhưng khi trade deadline vừa kết thúc, Brooklyn đã nổ quả bom tấn mang tên là LaMarcus Aldridge. Big Man từng 7 lần tham dự All-Star đã cập bến Barclays Center với bản hợp đồng tối thiểu dành cho các lão tướng, giá trị đến hết mùa giải năm nay. Có thể nói đây là một thương vụ khiến cộng đồng NBA chao đảo. Đội hình của Brooklyn Nets vốn dĩ có quá nhiều ngôi sao. Với Aldridge, huấn luyện viên Steve Nash đã có trong tay đội hình gần như mạnh nhất NBA hiện tại. Nếu có thể, vị thuyền trưởng người Canada có thể tung ra sân 5 cầu thủ đẳng cấp All-Star cùng một lúc: Kyrie Irving, Jim Harden, Blake Griffin, DeAndre Jordan và LaMarcus Aldridge. Đó là còn chưa kể thần chết Kevin Durant vẫn còn trực chờ để trở lại. Có lẽ sau đế chế Warriors giai đoạn 2017-2019, chúng ta mới được chứng kiến một siêu đội hình như thế này. Với dàn sao này, thượng tầng của Brooklyn Nets có vẻ không giấu tham vọng lên bá chủ tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương vẫn có không ít hoài nghi rằng liệu một lão tướng hơn 35 tuổi đã qua cái thời đỉnh cao và mới chỉ thi đấu 21 trận ở mùa này như Aldridge, liệu có thể giúp được gì cho Brooklyn Nets trên con đường chinh phục chức vô địch năm nay. Đầu tiên hãy nói về kỹ năng của trung phong kỳ cựu này. LaMarcus Aldridge được đánh giá là mẫu trung phong cổ điển xuất sắc nhất NBA còn thi đấu. Với chiều cao 2m11 cùng sải tay tận 2m26, cộng với khả năng chọn vị trí thông minh, Aldridge luôn biết cách để chiếm ưu thế và ghi điểm ở khu vực cận rổ. Không chỉ vậy, LA cực kỳ mạnh trong những tình huống đánh post-up. Mùa giải năm ngoái, Aldridge có trung bình 5,8 pha post-up và ghi được 5,6 điểm từ những tình huống này. Anh là cầu thủ post-up tốt thứ hai chỉ sau con quái vật Embiid ở mùa giải 2019-2020. Huấn luyện viên Steve Kerr của Warriors từng nhận xét về Aldridge rằng cậu ấy luôn chiếm ưu thế trong những tình huống đánh cận rổ. Đó là một trong những cầu thủ tấn công rổ gần rổ tốt nhất NBA. Aldridge thực sự là một mẫu cầu thủ rất hiếm có hiện nay. Có được Aldridge, Brooklyn Nets sẽ có thêm một big man đẳng cấp ở khu vực dưới rổ, điều mà huấn luyện viên Steve Nash còn thiếu trong đội hình. Aldridge có thể thu hút hàng phòng ngự của đối phương để những Kevin Durant, James Harden hay là Kyrie Irving chống trả ở phía ngoài. Thế nhưng, đánh cận rổ không phải là thứ làm nên thương hiệu của Aldridge. Ném tầm trung mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của LA. Những pha ghi điểm ở vòng trong có thể không phải điều gì quá đào to búa lớn, khiến người ta phải trầm trồ như ném ba hay úp rổ. Nhưng xem Aldridge ném rổ, tất cả đều phải thừa nhận rằng anh là bậc thầy của những cú ném tầm trung. Bằng phong thái điềm tĩnh đến rợn người kết hợp cùng sải tay dài, anh có thể ném qua đầu hầu hết những cầu thủ phòng ngự tại NBA. Bên cạnh đó, anh hoàn toàn làm chủ được những yếu tố cần thiết cho một cú ném chính xác, bao gồm nhịp độ, canh thời gian cũng như độ nhạy khi đưa ra quyết định khi nào nên ra tay. Và đó chưa phải là tất cả để NBA phải trầm trồ về người đàn ông 35 tuổi này. Tỷ lệ ném 3 của Aldridge từ đầu mùa đến nay lên đến 36%, rất đáng nể với một big man. Vì vậy, anh có thể kéo giãn đội hình phòng ngự của đối thủ. Còn về mặt trận phòng ngự, LaMarcus Aldridge sẽ bổ sung chất lượng ở khâu phòng ngự. Từ đầu mùa giải đến nay, Brooklyn Nets luôn bị xem là công khủng nhưng thủ cùn. Họ đứng thứ 2 về chỉ số tấn công, nhưng xếp thứ 5 từ dưới đếm lên về khả năng phòng ngự trong số 30 đội. Trung bình mỗi trận, đối phương ghi tận 115 điểm vào rổ của Nets. Bảo vệ rổ nhà luôn là bài toán khiến ban huấn luyện của Nets phải đau đầu, bởi trong tay huấn luyện viên Steve Nash không có một big man đáng tin cậy để bảo vệ khu vực vòng trong. Dẫu DeAndre Jordan mang danh cựu All-Star, nhưng các chỉ số phòng ngự của anh trong gần 2 năm qua cực kỳ nghèo nàn. Trong khi đó, Aldridge nổi tiếng là một mẫu big man phòng ngự có số má. Có lẽ nhiều fan NBA sẽ không đồng tình với tôi bởi các chỉ số phòng ngự của Aldridge từ khi thi đấu đến nay không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, với lợi thế thể hình, anh như một bức tường vững chãi bịt kín mọi đợt tấn công của đối thủ trong những tình huống một đối một. Sức mạnh cùng tư duy phòng ngự tốt cộng với kinh nghiệm chinh chiến hơn 10 năm tại NBA, Aldridge sẽ là vật cản khó vượt qua đối với bất kỳ ngôi sao tấn công nào. Hơn nữa, kinh nghiệm và bản lĩnh của một lão tướng sẽ là một điều vô cùng hữu ích cho Brooklyn, nhất là trong những game đấu căng thẳng tại vòng playoff. Với những phân tích trên, có thể thấy Brooklyn Nets đã có cho mình một mảnh ghép chất lượng cho hành trình chinh phục cúp vàng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, người hâm mộ Brooklyn không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào Aldridge. Bởi dù từng 7 lần lọt vào danh sách All-Star nhưng anh đã 35 tuổi, khó có thể trở lại với hình ảnh thời kỳ đỉnh cao của mình. Hơn nữa, Aldridge mùa này mới chỉ thi đấu được 21 trận trước khi gặp chấn thương và ngồi ngoài đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, nói Aldridge là bom tấn,
nhưng chắc chắn lối chơi của Brooklyn vẫn sẽ xoay quanh bộ ba KD, Irving và Harden. Trung phong 35 tuổi sẽ hợp hơn với vai trò kép phụ cho Big Three. Có thể việc Aldridge gia nhập Brooklyn đã khiến NBA chao đảo như thế nào, nhưng trong lúc các tín đồ bóng cam còn chưa hoàn hồn thì ở thành phố LA, một quả bom khác cũng đã nổ. Theo ESPN, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, DeAndre Drummond đã chính thức gia nhập Los Angeles Lakers từ thị trường chuyển nhượng tự do. Chi tiết bản hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ. Có thể nói đây là một thông tin không thể vui hơn với người hâm mộ Lakers. Nhà đương kim vô địch cũng đã rất im ắng trong những giờ cuối cùng và giờ đây họ đã có trong tay một trong những big men tốt nhất NBA hiện tại. Andre Drummond sẽ mang lại sức mạnh và kỹ năng ở hai đầu sân. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi sở hữu một cầu thủ tầm cỡ như vậy. Đẳng cấp của cậu ấy có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch của chúng tôi. Giám đốc điều hành của Lakers, Rob Pelinka, không giấu được niềm vui khi có được chữ ký của Drummond. Những trận vừa qua, nửa vàng tím thành LA ở trong cơn khủng hoảng thật sự khi thiếu vắng hai trụ cột trên. Andre sẽ là nhân tố quan trọng để huấn luyện viên Frank Vogel vực dậy cả tập thể Lakers. Bên cạnh đó, anh sẽ có vai trò quan trọng tại vòng đấu playoff. Nhắc đến Drummond, đầu tiên phải nói về khả năng rebound. Còn nhớ mùa giải năm ngoái, Andre dẫn đầu toàn NBA về khả năng bắt bóng bật bảng trung bình mỗi trận. Sở hữu chiều cao 2m08 cùng sải tay lên đến 2m29. Andre Drummond luôn là một chốt chặn phòng ngự đáng tin cậy dưới rổ nhà của Cleveland Cavaliers và trước đây là Detroit Pistons. Bên cạnh đó, khả năng block bóng của Drummond sẽ khiến các mũi nhọn tấn công của đối phương phải chùn tay. Trung bình mỗi trận mùa giải năm nay anh tung ra 1,2 pha block, chưa kể là 1,6 tình huống cướp bóng thành công. Có thể thấy Lakers đã có trong tay một quân bài phòng ngự đẳng cấp. Anh sẽ là bức tường phòng thủ vững chắc của huấn luyện viên Frank Vogel. Còn về mặt trận tấn công, post-up và pick and roll sẽ là những món vũ khí Andre Drummond có thể mang lại cho nửa vàng tím thành phố thiên thần. Tuy vậy, anh không được đánh giá quá cao ở khâu ném rổ. Tỷ lệ này của anh chỉ là 47% tính từ đầu mùa. Bên cạnh đó, những cú ném tầm xa của Drummond khá tệ khi anh có tỷ lệ ném bà mùa giải năm nay là con số không tròn chỉnh. Hơn nữa, việc không thi đấu từ ngày 12 tháng 2 đến nay sẽ gây những khó khăn nhất định cho Andre Drummond. Nhưng dẫu sao đó không phải là vấn đề quá lớn với cầu thủ từng hai lần dự All-Star này. Có thể thấy những bản hợp đồng gần đây, nhất là Brooklyn Nets và LA Lakers đã khiến không khí NBA nóng hơn bao giờ hết. Người hâm mộ chắc chắn sẽ mong chờ một trận chung kết trong mơ giữa hai tập thể hùng mạnh của hai miền Đông Tây này. Nhưng đừng quên vẫn còn đó những thế lực khác nhằm nhè chiếc cúp vàng như Utah, Sixers hay là Milwaukee Bucks. Cuộc đua vô địch năm nay chắc chắn sẽ vô cùng thú vị và đáng mong chờ. Vì vậy, hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng tôi tại NBA năm nay nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Như tôi đã hứa, đã có những điều mới mẻ xuất hiện trên các hệ thống kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân và có lẽ là các bạn cũng đã cảm nhận rõ điều đó. Hãy ấn subscribe, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video nào, bất cứ một câu chuyện nào mà tôi kể dành cho các bạn mỗi ngày. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh YouTube của bình luận viên Anh Quân.